Chuyện rất là đơn giản. Một người em hiểu lầm sư phụ là người ảo thì cũng không nói, chục người cũng không nói, trăm người cũng không nói, nghìn cũng không nói, mà giờ cả quốc gia từ Nam tới Bắc mỗi ngày âm thầm theo thiên tâm mấy nghìn người. Bộ họ không có đầu óc hả? Suy nghĩ đi. Hẳn qua là họ xưa nay họ bận rộn á, không để ý. Bây giờ họ để ý, họ quản hồn. Còn lời thật, việc thật là nằm ở trên mạng ngàn năm năm nay rồi, con nên nhớ. Mà những đứa có duyên có phước là nó phát hiện từ đầu. Cũng giống như con là phát hiện được, giống như An Giang khô nước, có một người phát hiện được đó có cái giếng nhỏ xíu nhưng mà nước ngọt nó lên. Mà đâu phải cả cái vùng đó đang khát nước mà biết được chỗ đó có cái giếng, con hiểu không? Thì những đứa đầu tiên biết được cái giếng này thì có phước từ đó tới thời nay. Nhưng mà những đứa nó không đủ phước. Phước hay không là do cái sự tu tập hàng ngày á. Bởi vì lâu nay thù không nói nữa. Đứa nào bỏ có kinh thiên tâm thì đứa đó tự động xa lánh thù. Tại trong đó có 36 lại. Trong đó có những lời của cha mẹ dạy trong đó. Cả những đứa mà không ấy, cả những cái chuỗi đen á, thù tặng á, nó cũng dục bỏ không biết không? Tại vì khi cái tâm nó thành tà rồi đó, nó không còn biết trân trọng nữa. Giống giờ con không thích một ca sĩ nào mà người đó nói chuyện con rất là irritate. Và đồng thời con cũng không muốn giữ cái gì của người đó. Nó cũng tương tự vậy đó. Con có thể nhận dạng rất là dễ. Ung thư não hay ung thư gì? Cởi cái nón ra. Án triết lợi chủ lợi chuẩn đề xó ha ung thư ngực ha, hai kêu ham làm đẹp không làm lại sao bị. Nhưng mà thời kỳ mấy vậy? Thì thẻo bỏ nó cho rồi đi. Ngồi Phật. Con tên gì? Nói lớn lên cho mấy vị đây nghe. Con tên Hồng. Thiên. Tên gì Hồng? Có họ Thiên chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Rồi cứ nói tên thiệt. Hỏi gì? Dạ, tên Nguyễn Kim. Mấy vị giúp cho Nguyễn Kim Hồng. Tại vì sao không phải là người cứu thù, chứ là người ra lệnh cho mấy vị cứu, mấy vị đứng đây đầy nè. Rồi đó. Nguyễn Kim Hồng. Cảm ơn. Trời ơi, chưa hỏi Thiên mà kêu mình bằng sư phụ nha. Làm thế nào được làm đệ tử của sư phụ? Thì lên trên điện mẹ là tự nhiên là lấy chữ hỏi Thiên là Thiên Hồng thôi là đệ tử rồi. Rồi kiếm cái dấu trên online nó cho thiếu gì á. Ok, nãy giờ xong bữa nay ngày 30/4 tóm tắt lại. Hôm nay là ngày 49 năm lịch sử. Thì lịch sử 49 năm nay nước Việt thụt lùi lại 49 năm. Ngày xưa trước 75 Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông. Hôm nay là Cục Than Viễn Đông. Thua tất cả những nước xung quanh. Cả cái hàng miên Lào mình cũng thua. Mấy con có cảm thấy nhục không? Khi mang họ Việt, mang tiếng Việt trong người. Nhục không? Nhục quá đúng không? Bốn mươi chín năm không có tiến bộ mà đất quốc gia đi sụt lùi. Đó là một nỗi nhục của toàn thể người Việt hải ngoại quốc nội. Nhưng mà trong cái nhục đó cũng có cái thử thách. Trước khi Thượng Đế để giao cho một cái quốc gia nào sau này thống lãnh thế giới thì đều phải tận cùng xã hội. Cũng giống như một đứa con á, như Cinderella là tắm cám vậy đó. Cũng giống như sư phụ vậy. Qua Mỹ chịu cực cùng thống khổ của nhân loại. Sau này sư phụ biết sư phụ thiên tử. Lúc đó sư phụ hỏi mấy vị đó, tại sao những cái người giàu có họ cốt rất là bình thường mà họ giàu,
Cái đó là tiền kiếp họ có phước, họ hưởng một đời nhưng mà họ không phải là con. Con xuống đây để dạy học, và con xuống đây để chuyển một cái xã hội nghèo khổ thành một cái xã hội phồn hoa. Thì con phải học khổ, con phải bị ái ố hỉ nộ, ô đủ chuyện hết. Rồi con phải ngủ ngoài đường, con mới biết thương người homeless, đúng không? Chứ bây giờ mấy thằng giàu nó không có ngủ ngoài đường, nó đâu biết con, nửa đêm á sư phụ ngủ ngoài xe hả? Mấy thằng homeless nó còn khổ sư phụ, tại nó ghiền xì ke, nó ghiền thuốc. Nó cứ, nó giống như cái đầu của nó bị bệnh á. Cái tiếng hồ nó lại xe sư phụ nó gõ cửa. À, mày có quẹt cho tao mượn. Đầu tiên nó hỏi thuốc. Cái mình nó tao không có thuốc, không, tao không có thuốc. Cái nó bỏ đi. Cái đi vòng vòng rồi 2-3 tiếng, cái mình ngủ cho lại. Nó gõ cửa tiếp. Ờ, mày cho con quẹt cho nó mượn. Ông nội nó đi ngủ bụi thôi á, mà ngủ không yên với tụi nó. Trời, ban đêm mấy con không biết á, mấy con mà ngủ ở quanh My Square Park miền Nam Cali á, trời, homeless đầy luôn á. Hồi xưa là quanh My Square Park thường ngủ bụi, họ cũng đi học á, cho nên 513 câu có đó. Đâu phải đi ngủ bụi mà được yên đâu. Ấy là Đạo Phật khổ lắm. Con tưởng mấy homeless nó sung sướng hả? Nó lo lắm. Bữa nào mà trời mà mưa mà lạnh thôi là tụi nó kiếm cái góc mà nó dành nhau á. Đâu có nhiều góc đâu, con có tưởng tượng không? Góc dưới gầm cầu á, cũng thằng nào cũng chạy tới trước, mà đi sau cũng dành á. Bốn mươi chín năm nước Việt đi thụt lùi, lùi và lùi nữa, mà lùi đến nở hôm nay quốc tế cười. Trời ơi, bốn mấy tỷ mà ăn cắp tiền quốc gia mà chả ai biết. Ở Mỹ này mà coi đụng tới một nhiêu ơi, triệu thôi, ở tù cho gục xương á con. Cho nên báo Mỹ bữa giờ đăng cho nó cười. Một cái nước gì ngộ, nghèo á, sắt dây cương. Dân á thì không có nhà thương, không có thuốc, mà hố lộ với là gian lận bốn mấy tỷ. Quá trời. Thì một cái xã hội cùng cực như vậy, để mà sau này tất cả các con của dòng giống Lạc Hồng mới học lại những cái bài học này. Sau này những cái thư viện vẫn để sách của đảng, vẫn giữ tượng của Bác Hồ lại, nhưng mà bên đó song song để trứng gà thúi với cà chua cho ta luyện. Không có được đập nghe. Thường chơi nhiều chiêu lạ lắm, để cho nó nhớ. Còn để Võ thì Sáu nhỏ khùng á, thành anh hùng rồi bắt học đường mấy đứa nhỏ học á, nhỏ thật sự bị mental, bị khùng. Còn Nguyễn Văn Chổi bị tử hình ở Mỹ, nó chiếu hai phim. Cái thằng thiệt á, té đá quần. Còn cái thằng giả thì đã đảo đế quốc Mỹ. Trời ơi, Việt Cộng kiểu nào cũng nói láo được á. Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng á. Câu đó có ai nhớ không? Bữa mình nói đó hoài. Ok thôi, kết thúc của bữa nay là ngày kỷ niệm 49 năm ngày nước Việt đi thụt lùi. 49 năm. Mình là 49 năm, thụt lùi 49 năm. Sau này mình chỉ cần 3-4 năm thôi là nước mình trở lại bình thường. A Di Đà Phật, hôm nay chỉ có vậy thôi. Xin kính chào tất cả. Sắp sửa đổi khổ. Bà mẹ đau thương như muối đổ
và áo trắng hôm nay nhà máu đều. Ai ai đã giết con tôi, ai cướp con tôi giữa cơn mộng đêm khói biển. Ôi thương lời nói tôi thật hàm bao tận đau, giờ mẹ con đành cách nhau. Bà đạp con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi, khi lứa tuổi tôi còn thơ, ba nhà đưa môi hôn chán con yêu ra lần hút về lần cuối trước khi ra con suốt đời. Trong chồng nó sẽ đắng trong Hà Nội á, nó sẽ có cái bản này, nó là có câu là thua biển đảo giờ sập Bắc Hà Đế Kinh á, thì hai chấm sồ vô Hà Nội thôi là bạn này tặng cho Hà Nội lần này. Bà mẹ đau thương như muối đổ đổ trong lòng, trải dạp ấm con qua những cằn cằn lầm khó, và người con yêu đã chết trên tay lúc nào xót xa vàng áo trắng hôm nay hòa máu đào. Ai ai đã giết con tôi, ai cướp con tôi giữa cơn mộng đêm khói biển. Ôi thương lời nói tôi thật hàm bao tận đâu, giờ mẹ con đã gặp nhau. Bà đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi, khi lứa tuổi tôi còn thơ, ba nhà đưa môi hôn chán con yêu ra lần hút về lần cuối trước khi ta còn suốt đời. Ba nhà đưa môi hôn chán con yêu ra lần hút về lần cuối trước khi xa con suốt đời. Tặng cho Hà Nội. Ok rồi, mời tất cả ai đã bụng ăn uống.